Hello, YouTubers. Hi. Bella, you want to show off your Vietnamese to other people out there? No. Why not? No. Why not? No! No. How come you act like a baby? Because I am the baby of the family. Stupid, me too. Nothing big. Tại sao? Tại sao? 为什么? We're on the way to Las Vegas and we're only 10 minutes away. Today is... What is today? February 18th. 2017. So this is the first time I'm coming to Vegas for the new year. Time. I mean for the new year, kid. Mà nói tiếng Việt đi. Tập nói tiếng Việt đi. Bella, nói tiếng Việt giỏi không? Trời. Dạ. Gì mà dạ dạ hoài, có câu luôn nó hoài. Dạ không. Dạ gì không hả? Bella, năm nay mấy tuổi rồi? 10 tuổi. 10 tuổi rồi hả? Nhớ không đó mà lên YouTube không? Có dạ, phần nữa. Dạ. Vậy à? Không. You là sinh đôi em Út phải không? Dạ. My là sinh đôi lớn. So What else you want to say? Con không có biết. Không có biết, trời ơi, nói tiếng Bắc hả? Trời. Bây giờ mấy tuổi rồi? 10 mấy rồi? 10... Bao nhiêu mấy tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi, ok. Sinh nhật con. Khi nào sinh nhật? Sinh nhật con là ngày nào? Tháng 9. Gì? Ngày 7. Ngày 7 gì? Everyone is old. Anyways, we are almost here in Vegas. So it's February 18, 2017. So we're on the trip. It's President's Day weekend. Not the hair, not the hair. Okay, say bye. Bye bye. Bye bye.